Xin anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh YouTube của TechZ. Ở trên tay của mình đây đang là chiếc Oppo Reno 5 5G, một chiếc máy mà trước đây TechZ đã làm bài trên tay nhanh cho anh em. Tuy nhiên thì rất nhiều anh em đang thắc mắc về việc đó là với một cái mức giá 12 triệu đồng mà chỉ được trang bị con chip Snapdragon 765G thì liệu đây có phải là một con chip mạnh để chúng ta có thể sở hữu hay không? Thì ngay bây giờ hãy cùng mình đi test game ở trên chiếc máy này. Cụ thể hơn nữa chúng ta sẽ test ở trên cả hai tựa game, đấy là Liên Quân Mobile cũng như là PUBG Mobile, và để xem rằng liệu chiếc máy này có đủ sức để cân được hai tựa game đấy không nhá. Bắt đầu video nào. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tựa game đầu tiên, đó là Liên Quân Mobile. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái tốc độ load game của cái tựa game này nó có nhanh hay không. Mình đã load trước một lần rồi để mà có thể load hết được những cái tải tài nguyên các thứ, thế nên là đây là một cái tốc độ được cho là cũng khá ổn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu trò chơi này và để xem rằng khi mà chúng ta vào được cái giao diện chính thì cái mức cấu hình mà chiếc máy này có thể đáp ứng được là bao nhiêu. Thực chất ra thì mình không cần nhìn thì mình cũng đoán được luôn, đấy là chiếc máy này thì vẫn có thể farm được max setting một cách thoải mái thôi. Vì đơn giản rằng Liên Quân Mobile thực sự là một trong những cái tựa game rất là nhẹ. Và điểm qua đôi chút về cái mức độ sáng thì mình đang kéo mức độ sáng ở đây, đấy là mức 75%. Và để cho anh em chú ý luôn thì thời lượng pin, chính xác hơn là pin ở trên chiếc máy này đang còn là 70% luôn. Và bây giờ thì mình sẽ chọn một cái vị tướng nào đấy để chúng ta có thể ngồi chơi nha. Và anh em cũng lưu ý luôn, đấy là mình không để âm thanh nha. Đây, mình không để âm thanh luôn để cho anh em có thể test được, đấy là cái môi trường, những cái yếu tố có thể tác động được đến cái thời lượng pin thì mình cũng đã hạn chế một cách tối đa rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chờ đến cái giai đoạn vào game thì chúng ta sẽ xem, đấy là chúng ta sẽ kéo được cái setting ở trên chiếc máy này là bao nhiêu. Load khá là ổn nha, khá là mượt. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem nào. Bây giờ mình sẽ bật chế độ FPS cao lên nha, để xem rằng chiếc máy này có thể farm được FPS một cách mượt mà hay không. Nó vẫn có thể, đây chúng ta nhìn ở mức FPS góc bên trên màn hình này, như anh em có thể nhìn thấy thì mức FPS sẽ dao động trong khoảng đấy là 59, 59-60. Tức là về cơ bản thì chúng ta vẫn có thể chơi được max setting một cách rất là thoải mái. Và bây giờ mình sẽ ngồi chơi hết một trận Liên Quân Mobile để chúng ta có thể xem được đấy là chiếc máy này sẽ đem đến cho chúng ta được cái chính xác là nó sẽ tốn được bao, chính xác là nó sẽ tốn bao nhiêu pin ở trên chiếc máy này. Bây giờ thì liếm một xác rồi, ok, tiếp tục nhé. Rồi, double kill luôn. Như anh em có thể nhìn thấy thì ở trong những cái pha combat vừa rồi ý, thì nó sẽ không bị drop FPS, mặc dù có rất nhiều tướng tung chiêu ra thì mức FPS vẫn giữ ở mức ổn định nha, dao động trong khoảng 59-60. Ở một mức cấu hình chính xác hơn là một cái hiệu năng khá là ấn tượng. Thực chất ra thì con chip Snapdragon 765G thì nó sẽ là một cái phiên bản mà được giảm xung của con chip Snapdragon 865 mà thôi. Thế nên là cái việc nó chơi thoải mái cái tựa game Liên Quân Mobile là cái gì đấy rất là dễ hiểu. Bây giờ thì tiếp tục chơi nào. Bây giờ mình sẽ mở thử một vài cái chiêu thức mà đòi hỏi cái sự delay cũng như là chuyển cảnh nhiều. Đó, thì nó vẫn chơi bình thường thôi, không có vấn đề gì hết. Còn về pin thì lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sau. Bây giờ mình sẽ tập trung chơi một chút nhé. Mình sẽ không nói quá nhiều, chắc lúc này editor cũng sẽ để timelapse hay cái gì đấy để có thể kéo dài cái thời gian chơi game của mình mà thôi. Rồi, mình úi combat. Đấy, anh em thấy không? Có những cái chiêu thức mà đòi hỏi phải gọi là có những cái góc chuyển cảnh, có những cái chiêu thức nó thực sự rất phức tạp thì nó cũng không thể ra hiện tượng, nó bị delay. Và đấy, mình đã phá được trụ rồi. Hiệu ứng nổ trụ nó cũng không làm ảnh hưởng quá nhiều đến cái sức mạnh, không ảnh hưởng quá nhiều đến cái việc load game ở trên chiếc Reno 5 5G này. Có lẽ game này hơi dễ nhỉ. 5 xác thì tôi gần 3 xác đến nơi rồi. Chơi như đấu tập thế này, chắc end game nhanh. Chiếc máy này về cơ bản có một màn thể hiện khá là ổn. Và nói qua đôi chút lúc mình biến về thì nói về nhiệt độ đi, thì về cơ bản máy chơi vẫn khá là mát, mình hoàn toàn không thể cảm nhận được cái gọi là vấn đề nó nóng lên ở bất cứ một cái góc nào cả. Tí nữa thì chắc là khi mà chúng ta chơi nhiều hơn hay là test những cái tựa game nặng đô hơn như kiểu PUBG Mobile ấy, thì chiếc máy này nó sẽ có nóng lên đôi chút ở một số cái bộ phận khác nhau. Và tí nữa thì khi mà nóng một phần nào thì lúc mình chơi mình sẽ nói luôn cho anh em, để anh em có thể lưu ý lúc chúng ta chơi game, tránh gây cho chúng ta cái sự khó chịu lúc mà chúng ta cứ chơi game trong khoảng thời gian dài trên chiếc máy này. Rồi, đấy, lại chuẩn bị 2 xác này. Anh em tin tôi hốt 2 xác không? Game là dễ thấy không? Đấy, 1 xác này, xác thứ 2 này. Đấy, cứ đứng cho rũi thôi, 2 xác luôn. Đấy, game dễ mà. Ôi ôi ôi, chết. Rồi, ok, mình đã chết mạng đầu tiên rồi. Mải gáy bẩn quá.
Thì đây bây giờ kéo xuống check pin nha, pin là 69%, chơi khoảng 4 phút là 69%. Với cái tài năng chơi game này của mình thì mình nghĩ cái game này tầm 12 15 phút là hết thôi. Thế nên là bây giờ thì chắc là chờ một chút nữa thì chúng ta sẽ check lại pin. Nhưng mà với cái tài năng tiên đoán của mình thì chắc sau một trận game tầm tương đấy thì nó cũng mất khoảng cỡ 3 đến 4% pin. Nó cũng khá là ấn tượng so với cái viên pin mà nó dung lượng hơi thấp so với một vài cái đối thủ khác ở trong cùng phân khúc. Có hai con quái đây, tôi giết trước một cái con quái nó vừa đánh tôi, còn cái con quái vừa đuổi tôi thì thôi tôi giết sau đấy. Có hai con quái, một con quái ấy nó đi được xa hơn, một con quái ấy nó không đi được mấy. Tôi giết con quái nó đi được xa hơn mà nó biết đánh tôi. Con quái kia thì tạm thời dừng lại tí. Bây giờ cấu trụ nào, end game thôi. Bây giờ đã là 9 phút rồi, hay là tôi kéo thêm đến tầm 15 phút để cho nó có thể gọi là mắc mắc ba lê ở trên cái chiếc máy này nhỉ, để cho nó cũng có thể nóng lên đôi chút thì chúng ta có thể cảm nhận một cách rõ hơn. Thôi thế thì bây giờ chiều chiều anh em tôi đi về để có thể kiểm tra về cái vấn đề nhiệt lượng trên chiếc máy này, còn mày thì đứng yên đấy, tao giết mày xong tao mới về cơ, tao không thích về bây giờ đâu. Rồi ok đi về thôi. Ơ nào ông kia đi về đi, tôi giết người là để ông đi về chứ không phải tôi giết người là để ông end game. Không biết là bạn kia có end không, nhưng mà nếu như mà end thì chắc là nó sẽ chỉ tầm 11 phút. Đấy, anh em thấy tôi dự đoán chuẩn không? Nãy tôi dự đoán 12 phút thì giờ 9 phút là gần xong game rồi. Đấy, tôi thích thì tôi hết game luôn, nhưng mà không. Tôi bảo rồi, tôi không thích những cái gì dễ dàng, phải khó một tí. FPS vẫn rất ổn định nhá. Nãy giờ tôi lan man hơi nhiều, mình lan man hơi nhiều, thế nên là mình không đề cập cho anh em quá nhiều về vấn đề FPS, nhưng mà FPS rất ổn định. Anh em có thể nhìn thấy ở bên phía góc bên tay phải màn hình của mình, thì góc bên tay phải tay của mình thì đúng hơn, thì cái mức FPS nó vẫn dao động trong khoảng 59 đến 60. À, có những lúc nó xuống 58 rồi đấy. Nó xuống nhưng mà nó cũng chỉ xuống một chút thôi, thì nhưng mà nó vẫn là một cái sự chênh lệch mình cũng cần phải lưu ý với anh em luôn. Nhưng mà nó không đáng kể là bao, và chúng ta chơi game thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến những cái trải nghiệm thị giác của chúng ta. Thằng nào đánh em tao? Tao bảo thằng nào đánh em tao, một xác. Tôi gãy nhà hơi lâu anh em ạ. Thôi, end game nhá. Rồi, bây giờ thì rồi, sau 12 phút 35 giây nhá. Thì bây giờ ấy, chúng ta sẽ trước tiên là chúng ta sẽ đi ra ngoài cái phần giao diện màn hình chính đã. Rồi sau đấy chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết với cái tựa game Liên Quân Mobile này sau. Cái này nó là điều đương nhiên rồi, anh em không cần phải xem đâu. Đấy, Mega Kill. Nó cũng là điều đương nhiên đấy mà, anh em quan tâm làm cái gì thì đấy. MVP nói chung là tôi rồi, không phải đề cập. Rồi bây giờ nhá, là sau 12 phút 35 giây, đúng so với cái thời gian mà anh em có thể nhìn thấy ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kéo xuống và kiểm tra pin 68%, và nếu như anh em còn nhớ thì lúc nãy chúng ta chơi là còn 70%, và nếu như mà chúng ta đổi ra thì dao động trong khoảng là cứ 7 phút thì nó sẽ mất cho chúng ta 1% pin. Chính xác là 6 phút 30 giây thì nó sẽ mất cho chúng ta 1% pin. Đây thực sự vẫn là một con số rất ấn tượng so với cái dung lượng pin nó không quá cao ở trên chiếc máy này. Bây giờ đến với một cái tựa game nặng đô hơn là PUBG Mobile. Nói qua đôi chút về cái vấn đề nhiệt lượng đi, thì nhiệt lượng ở trên chiếc máy này nó sẽ tỏa đều ra từ cái phần vị trí đặt cụm module camera này. Phần khung của nó thì mình cảm nhận thấy nhiệt lượng nó ấm lên thôi chứ nó không quá nóng. Còn ở trên chiếc máy này, ở cái phần này nó sẽ nóng hơn đôi chút so với cái vị trí của cái phần mặt lưng này. Chính xác là bên phía cái phần các cạnh này. Nhưng mà thực ra thì nó vẫn không phải là quá nóng. Nhưng mà ở phần màn hình thì khi mà mình vừa mới load PUBG Mobile, mình hoàn toàn thể cảm nhận được cái sự nóng lên ở cái phần mặt trước này. Phần màn hình nó nóng lên ở cái phần góc chính giữa này và nó lan tỏa dần ra. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vào tựa game PUBG Mobile. Cái tốc độ load vừa nãy mình cũng mải lan man cho anh em, nhưng mà cái tốc độ load của nó cũng khá là ổn. Mình không nói là nhanh nha, nó chỉ là ổn thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào màn hình chính, chúng ta sẽ vào trong game, và sau đây chúng ta sẽ gọi là test qua cái mức cấu hình mà trên máy này có thể cân được trước khi chúng ta vào trận đấu. Thực ra thì mình không kỳ vọng quá nhiều vào cái hiệu năng ở trên con chip này, nhưng mà để xem nào, chúng ta sẽ kéo được đến đâu. Với cái mức đồ họa smooth, chúng ta vẫn có thể kéo lên đấy là extreme, kéo lên mức FPS là cực độ với cái mức đồ họa smooth. Và chúng ta kéo lên cân bằng thì nó cũng chỉ dao động trong khoảng ấy là 40 FPS thôi. Đấy, chúng ta kéo lên này. Đấy. Tức là nếu như mà xét dựa trên cái trải nghiệm cơ bản của chúng ta thì chúng ta cũng có thể bật được HDR mức cực cao.
Nhưng mà dù gì đi chăng nữa thì nói gì chăng nữa chiếc máy này nếu như mà để đem đến cho chúng ta trải nghiệm tốt nhất thì chúng ta nên để cấu hình mượt cực độ thì nó sẽ đem đến cho chúng ta những cái trải nghiệm thị giác tốt hơn. Và tất nhiên rồi, mình không thể nào để cho một cái chiếc máy có mức cấu hình cao như vậy nó hoạt động một cách dễ dàng thế đâu. Với tôi không có gì là dễ cả, thế nên là tôi sẽ bật cả khử răng cưa lên. Nó có ảnh hưởng đôi chút về cái thời lượng pin nhưng mà nó sẽ gọi là thách thức được tối đa cái mức hiệu năng ở trên con chip này. Bây giờ đang là 19:27. Cái tựa game này thì nó không có bấm giờ, thế là chúng ta sẽ chơi dựa trên những cái trải nghiệm thực tế của chúng ta. Và tất nhiên rồi, khi mà chúng ta chơi game chúng ta cũng phải kéo cái vấn đề đấy là âm thanh lên. Thì khi mà mình kéo thì nó vẫn sẽ đạt đấy là kéo 50% âm thanh, đúng so với những cái gì mà thông thường các reviewer khác hay làm những bài liên quan đến test hiệu năng. Với mức độ sáng thì mình phải công nhận là mình có kéo cao hơn đôi chút so với các reviewer khác. Tại vì thông thường ấy thì làm những cái bài test game nó sẽ chỉ kéo dao động trong khoảng 50% thôi. Nhưng mà mình thì mình kéo 70%. Nó sẽ ảnh hưởng đôi chút đến cái thời lượng pin của chúng ta. Nhưng mà thực tế ra thì nó cũng không ảnh hưởng quá đáng kể, mà chủ yếu nó ảnh hưởng đến vấn đề đấy là nhiệt độ khi mà chúng ta chơi mà thôi. Bây giờ thì mình sẽ nhảy dù. Nhưng mà mình nhảy dù thì nó vẫn khá là mượt đấy. Nó thực ra thì chúng ta không có một cái máy đo cố định để chúng ta có thể test được cái mức FPS cụ thể nó là bao nhiêu. Nhưng mà khi mà mình chơi ở đây thì nó vẫn khá là mượt mà khi mà mình chuyển qua các cảnh. Có lẽ rằng tí nữa thì mình sẽ gọi là duỗi súng một tí để xem là nó có mượt không. Mặc dù mình chơi game này nó hơi cùi mía tí nhưng mà mình cũng gọi là biết duỗi súng, thế nên là anh em cũng yên tâm về cái trình độ sấy súng của mình đi. Cái tốc độ sấy súng của mình thì nó chỉ ngang à tốc độ sấy súng của mình thì nó cũng chỉ thua cái tốc độ người yêu mình sấy vào mặt mình lúc mà mình nói dối nó đi chơi game thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào đấy, lát lút đồ thì đã, không có đồ làm sao bắn được anh nhá. Bây giờ bắn thử bình ga này xem chết không nhé. Như mình chơi hơi dại anh em ạ, hơi anh em đừng thấy nhé. Coi như anh em không thấy cái tình huống vừa rồi đi, mình chơi quả vừa rồi hơi dại tí rồi. Ok, mình hồi máu xong rồi, bây giờ chúng ta đi lút tiếp. Mình quả vừa rồi mình chơi hơi dại thật, mình cũng không nghĩ là nó đau như thế đâu. Rồi bây giờ anh em có thể nhìn thấy là những cái trải nghiệm của mình khi mà mình chạm vuốt hay là mình chuyển cảnh các thứ đấy, mình lia qua các góc nhìn khác nhau. Thì đây chúng ta có hai con bot, trải nghiệm thử nhé. Ui rồi ôi, bắn thế này thì một thằng bắn tiếp thằng nữa đấy, tôi bắn không hay nhưng mà vấn đề là tôi lại được cái là tôi hên, thế nên là tôi ăn được hai xác. Bây giờ thì có những cái khẩu rifle, bây giờ chúng ta sẽ đi loot những cái khẩu đấy để bắn cho nó đúng với định nghĩa là sấy nhiều hơn. Bây giờ cầm AK nhé, sấy cho nó đòi hỏi cái độ zoom nó phải gọi là mắc ba lê luôn để cho anh em có thể kiểm chứng một cách rõ ràng. Thì bây giờ lút một cái ống ngắm trước đã, thế xong rồi reload băng đạn. Rồi mình sẽ lút thêm một ít đồ nữa để có thể gọi là tí nữa chạy bo cho sướng, chạy bộ cho sướng, chứ còn bo này không, mình trong bo luôn anh em ạ. Thế là thôi cứ ung dung thôi. Úi giời, 8x luôn. Nói qua đây chút về nhiệt lượng đi, thực sự ra là bây giờ mình đã cảm thấy có một cái sự ấm rồi đấy. Nó ấm lên ở bên phía phần module camera rồi, ấm một cách khá rõ rệt. Và ngay cả những cái anh em nào mà có một bàn tay lạnh thì cũng hoàn toàn thể cảm nhận được cái vấn đề này. Mình là một người có bàn tay lạnh và mình cảm nhận được lập tức luôn. Đấy, anh em có thể cảm nhận thấy khi mà chúng ta tùy chỉnh những cái mức cấu hình 40fps thì chúng ta cảm nhận được có một cái sự delay một cách rất rõ ràng ở đây. Và nó không biết là nó có bị drop FPS không nhỉ? Mình sẽ bắn thử vài phát nhé. Để xem nào. Nó có drop, anh em có thể nhìn thấy có một cái sự delay nhẹ khi mà chúng ta sấy đây. Nó hơi khó chịu một chút đấy. Thế nên là đó là một trong những cái lưu ý của mình dành cho anh em. Ê, vừa mới nói xong. Rồi ok. Bây giờ thì đến lúc lút mũ rồi. Thằng kia có mũ 3 đúng không? Rồi, tiếp tục nhé. Bây giờ thì kéo mắc ba lê nhé, để xem là nó có thực sự đúng cái hiệu năng của nó dựa trên những cái mặt trải nghiệm thực tế nó cao. Nhưng nó sẽ như thế nào? Đồ họa thì nó đã cao lên rồi. Nhưng nó giật, anh em nhìn thấy có một cái sự giật một cách rất rõ ràng khi mà chúng ta chơi game ở trên chiếc máy này. Và đó là một trong những cái lưu ý của mình dành cho anh em, đấy là anh em nên hạn chế tối đa cái việc đấy là để mắc setting ở trên tựa game này. Thực ra thì đó là những cái vấn đề liên quan đến tối ưu thôi. Khi mà nếu như mà để nói nhá, thì ngay cả con chip Exynos 2100 ở trên chiếc Galaxy S21 Plus cũng không thể nào chiến được mắc setting ở tựa game này.
Thế nên là đó cũng là một trong những cái điểm mà mình hoàn toàn thể chấp nhận được ở trên chiếc máy này thôi. Anh em đừng đánh đồng là do cái mức hiệu năng ở trên chiếc Oppo Reno 5 5G này nó quá yếu, mà về cơ bản thì đó là vấn đề tối ưu của tựa game PUBG Mobile rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chơi nha. Rồi. Ủa, tại sao mình có X8 mà tại sao mình lại phải cầm X4 cho Mini 14 vậy? Rồi ok. Mình giàu mà, mình có quyền, anh em thấy không? Bây giờ nhá, thử nhá, lia những cái góc màn hình này. Đây, mình sẽ lia một vài góc. Thực ra thì nãy khi mà chúng ta có những cái tiếng súng thì cái khả năng xử lý của nó sẽ hơi giật một chút. Nhưng mà đối với những cái góc như này, đấy, chúng ta sấy, chúng ta lia qua các góc nhìn khác nhau thì góc nhìn nó vẫn khá là ổn. Thế là cũng phải tùy thuộc vào một vài cái yếu tố. Cái bài test của mình nó không thực sự nó thể hiện đúng cái tính chất. Vì nếu như anh em nhảy xuống những cái khu vực mà nó đòi hỏi có nhiều combat thì nó chắc chắn là nó sẽ có sự drop FPS nó lớn hơn so với mình. Và đó cũng là lưu ý của mình dành cho anh em luôn khi mà chúng ta chơi tựa game này. Mình vừa test xuống ngắm nha anh em nha. Rồi, đấy anh em thấy không? Tôi sấy tôi không cần ghim tâm, tôi vẫn ôm 5 xác. Nhưng mà thực ra là toàn máy đấy anh em. Nói thế không mấy anh em mà main bộ môn này lại bảo tôi Red Dog các thứ. Thực ra hiện tại là máy thôi, nhưng mà mình cũng test luôn về những cái liên quan đến khi mà chúng ta combat thì nó sẽ đem đến cho chúng ta cái mức hiệu năng như thế nào. Và có lẽ mình nghĩ rằng để mà có thể test nó công tâm nhất cho anh em thì mình nên để cho chiếc máy này hoạt động một cách tối đa công suất. Tức là mình sẽ để HDR luôn từ bây giờ. Và khi mà mình chơi, khi nào mình chết thì mình sẽ có thể test được rõ ràng hơn nhiệt độ của máy nó sẽ nóng lên ở những cái vị trí nào. Nãy giờ anh em nghe mình bảo là có những cái sự delay mà combat, nhưng mà khi mà chúng ta chạy vào những cái vòng bo thì nó vẫn khá là ổn. Là khi mà mình có cố gắng làm cho nó thực sự đem đến cho chúng ta cái sự delay, như là mình zoom scope liên tục như này, thì những cái trải nghiệm của nó vẫn rất là mượt. Để xem là nó loát những cái mức cấu hình này, nó loát những cái ngôi nhà này, nó có lâu hay không. Thực ra thì đây là đặc trưng của tựa game mà, tại sao mình lại phải test như vậy chứ. Rồi, đi tiếp nào. Ôi. Rồi, bây giờ thử thí nha anh em nhé. Thôi, cứ bị váng đi anh em ạ. Hơi váng tí. Bây giờ thì thử tí nhá, thử nốt. Rồi, ok. Rồi, như vậy là sau một khoảng thời gian, đấy là tầm 20 phút bọn mình chơi tựa game là PUBG Mobile, thì chiếc máy này sẽ sụt từ cái mức pin vừa nãy mình chơi lên Quân Mobile xuống chỉ còn đấy là khoảng 61%. Nhìn chung thì đây là một trong những dung lượng pin khá là ấn tượng, chính xác là một thời lượng pin khá là ấn tượng khi mà chúng ta chơi những cái tựa game nặng. Và xét về cái nhiệt lượng tỏa ra thì như mình cũng vừa mới nói, nhiệt lượng của máy sẽ tỏa ra đều từ phần khung. Nó lan tỏa đều ra phía phần khung, mà ở phần mặt trước thì nó sẽ nóng đều. Và khi mà xét ở mặt sau thì máy sẽ nóng lên đôi chút ở phần vị trí đặt con chip Snapdragon 765G, tức là đặt ở vị trí này này. Nó sẽ hơi nóng hơn một chút so với các vị trí khác. Thế nên đó cũng là một trong những cái lưu ý của mình dành cho anh em. Rồi, như vậy là mình đã cùng với anh em đi test game ở trên chiếc Oppo Reno 5 5G. Và để tổng kết lại thì ở trong cái phân khúc tầm giá này, chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn nó tốt hơn về mặt hiệu năng. Nhưng mà nếu như mà anh em vẫn muốn lựa chọn chiếc máy này để chơi game thì câu trả lời của mình đấy là chúng ta vẫn có thể chơi game được khá tốt ở trên chiếc Reno 5 5G này. Vậy thì anh em đánh giá sao về màn test game vừa rồi của mình thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment. Và nếu như anh em cảm thấy video này hay thì hãy nhớ like, share cũng như là nhớ subscribe kênh YouTube của chúng mình. Nhớ bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video tiếp theo.